Chào các bạn nhé. Video này mình giới thiệu bộ dao của Gian Mai. Gian Mai Makuta đấy. Thì trên toàn cầu là chỉ có 50 bộ đấy. Bộ này là bộ thứ 24 trên 50 bộ nhé. Thì phiên bản kỷ niệm của xưởng. Thì cái bộ dao này là của xưởng số 1 của Seki nhé, của nàng dao Seki nhé. Bộ dao gồm có 4 con không bán lẻ. Hiện tại mình đang ở xưởng này. Thì 4 con dao này trị giá 100 triệu nhé. 100 triệu mà nay xưởng cần bán sale 10% nhé. Giảm 10% tức là giảm khoảng 10 triệu. Đấy. Còn trên thế giới là bộ này ở trên web là giá khoảng 120 triệu nhé. Giá order từ trời Âu về là khoảng 120 triệu. Nhưng mà giá mình mua tại Nhật gửi về sẽ là còn được giảm đi so với giá niêm yết. Là còn khoảng tầm 90 triệu bộ này, 90 đến 92 triệu bộ này. Giảm 10% là còn 90 triệu, nhưng mà mình 2 triệu tiền công là 92 triệu. Đấy, cả một bỏ 100 triệu ra bên nãy được có 2 triệu. Thì bạn nào mua thì inbox cho mình nhé. Mình xin kết thúc video đấy. À, nói qua cái thì thép của nó là thép giấy xanh, xong rồi vân màu Damascus cộng với đồng này, cộng đủ thứ nhé, mới ra được cái lưỡi thì lưỡi dao rồi nhé, cực kỳ bén và cực kỳ bền. Phiên bản kỷ niệm nên là cái chất liệu cán của nó cũng kinh điển luôn. Đấy. Bạn nào mua hàng thì inbox cho mình ạ. Mình xin kết thúc video này.